Trong tập trước, Phương Hàn tặng cho Di Bảo đại tiểu thư một kiện bảo vật tên là Vinh Thiên Trạc, cộng với ngoại hình ngoan dai, nên lấy lòng được nàng thu nhận làm đồ đệ đầu tiên của mình. Nhưng cũng vì thế mà Phương Hàn bị một vài kẻ ghen ăn tức ở tại phân bảo nham bày mưu giết hại. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Đấu Vương Khải, Nhân Khải hợp nhất, Vô Thượng Võ Đạo, một quyền đầu khổng lồ xuyên phá không gian đột nhiên xuất hiện trước mặt Phương Hàn. Sau đó thân thể đấu huyền cảnh cũng xuất hiện theo, vô cùng dữ tợn, Hồng Hoang Tổ Long. Trong ánh mắt Phương Hàn lóe ra tia cười nhạt, tay trái hướng về phía trước tung ra một chảo hiện ra móng vuốt Hồng Hoang Tổ Long đón đỡ quyền đầu của đấu huyền cảnh. Răng rắc răng rắc, lực lượng quanh thân thể Phương Hàn tăng vọt trăm ngàn lần, 36 ức thiên ma tại bát bộ phù đồ, trong đó có nhiều ma vương, ma thần cùng tiến vào khiếu huyệt của hắn, toàn thân huyết nhục bạo tẩu, trong thân thể cùng phát ra thanh âm tinh cầu dài thể, nắm tay đấu huyền cảnh rung động mãnh liệt, phía trên đấu vương khải cũng xuất hiện vết nứt. A, à, phía trong đấu vương khải, đấu huyền cảnh hét lên đau đớn, lực lượng Phương Hàn thật sự quá mạnh, lực công phá của hắn còn xuyên qua đấu vương khải công kích bản thể hắn. Chết đi, Phương Hàn tiếp một quyền, tay phải biến hóa ra long chảo trực tiếp tấn công lên tay đấu huyền cảnh, thủ pháp huyền diệu, lực lượng mênh mông mãnh liệt như nước thủy triều cuồn cuộn ập đến, ở trong long chảo vạn long gào thét giống như cả long giới chấn động. Giờ khắc này Phương Hàn chính là người đứng đầu long giới, lấy uy lực của một giới tiến hành áp bách không có người nào ngăn cản được. Giới chủ long giới gọi về ước triệu cự long, uy lực có thể so sánh với thượng thiên. 3. Quả thực đấu huyền cảnh không có nửa điểm năng lực chống cự bị một trường của Phương Hàn đánh nát, khôi giáp toàn thân cũng bị chia năm xẻ bảy, huyết nhục tung bay. Toàn thân huyết nhục xoay chuyển muốn kết hợp với đấu vương khải. Hừ, đứng mơ tưởng trọng tổ, ở trước mặt ta ngươi không có cơ hội, bằng vào bản lĩnh tầm thường này mà muốn ám toán ta, đi chết đi. Phương Hàn bước một bước xé rách không gian xung quanh, thời gian đảo lưu, một hỗn động xuất hiện trước mặt đấu huyền cảnh. Đấu huyền cảnh lại một lần nữa kêu lên thảm thiết bị hỗn động hấp thu, hắn liều mạng giãy giụa nhưng cũng không có nửa phần hiệu quả. Hỗn động, Dược Tiên Sư cũng hướng Phương Hàn công kích, hắn xuất thủ tạo ra một đạo đao quang hắc ám, đây là thần thông hắn tu luyện Huyền Minh Thần Đao, nhưng đao thế còn chưa tiến đến thân thể Phương Hàn đã bị chấn phá thành từng mảnh nhỏ. Sau đó trên đầu Phương Hàn xuất hiện một hỗn động hút thân thể hắn tiến vào trong đó. Lập tức hắn kinh hãi đến tê tâm phế liệt. Tại sao lại là cường giả hỗn động cảnh? Hơn nữa bát bộ phù đồ còn bị hắn luyện hóa. Dược Tiên Sư liều mạng suy nghĩ nhưng cũng không hiểu được. Sự kinh khủng của hỗn động cảnh căn bản hắn không thể tưởng tượng được. Giới vương cảnh và hỗn động cảnh, mặc dù chỉ cách nhau một cấp bậc nhưng lại khác biệt to lớn. Chưa kể đến cao thủ hỗn động cảnh thao túng bát bộ phù đồ, một bán tuyệt phẩm đạo khí kinh khủng, thương sinh đại ấn, bạch hy thần thú, vạn thú chi vương, hiện ra cho ta. Phương Hàn há mồm tế xuất thương sinh đại ấn, thần thú bạch hy bay lượn khắp chân trời, hư ảnh cực đạo đại đế xuất hiện, hư ảnh vô cực đại thế giới cũng xuất hiện trấn thụ Dược Tiên Sư, Dược Thần chuyển thế, thiên hạ kịch độc, đại kịch độc thuật, độc từ khí linh. Dược Tiên Sư đột nhiên há mồm phóng xuất ra một đạo phù văn, là đại kịch độc thuật. Đại kịch độc thuật biến thành một kịch độc ma vương đánh về phía thần thú bạch khi sau đó đột nhiên nổ tung, diệt thế độc bạo, thế này mới là đại kịch độc thuật, cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương. Phương Hàn tiến về phía trước đánh ra đại kịch độc thuật của mình, một cỗ chân khí kịch độc tinh thuần bay ra bao phủ toàn bộ không gian, kịch độc ma vương do Dược Tiên Sư tạo ra nổ tung không để lại gợn sóng, trực tiếp bị nổ tung, toàn bộ độc khí tan ra đều bị dung nhập vào trong. Đây là cái gì? Kịch độc vô sắc vô hình, cảnh giới thiên độc. Dược Tiên Sư thất kinh lập tức lui về phía sau, trong thể nội của hắn xuất hiện đại thế giới, bóng dáng Dược Thần Tôn hơi động lập tức một cỗ dược khí mãnh kiền truyền đến, thế giới cũng không có tác dụng gì, ba người các ngươi muốn đối phó ta, thật sự là quá nhỏ bé, nếu như các ngươi cũng có tu vi hỗn động cảnh thì còn có thể áp bức ta, tuy nhiên muốn giết ta thì còn chưa đủ, coi như là hư tiên cảnh muốn giết ta cũng không được, thế giới phá diệt, nghịch chuyển pháp tắc, đại luân hồi, đại luân hồi. Thủy hỏa song xí phía sau lưng Phương Hàn khẽ động cả người xông vào thế giới Dược Tiên Sư, không quản thế giới pháp tắc vận chuyển như thế nào liền tung ra một quyền, băng, quyền xuất, luân hồi chi bàn khổng lồ lại xuất hiện lần nữa, ở trong thế giới nghịch chuyển, rầm rầm rầm, ngay lập tức thế giới của Dược Tiên Sư liền bị phá hỏng, vốn dĩ thế giới của Dược Tiên Sư hết sức chắc chắn, trong đó có vô số linh dược ngưng tụ thành bảo bối, kể cả cao thủ giới vương cảnh tiến vào trong đó cũng bị áp chế, nhưng hiện tại lực lượng của Phương Hàn quá lớn. Luân hồi chi bàn vừa thi triển ra kể cả hỗn động của Khô Vinh chân quân cũng khó có thể áp chế, huống chi là thế giới của Dược Tiên Sư. Ầm ầm, vô số linh dược chân bảo bị một quyền của Phương Hàn đánh nát bấy, Dược Tiên Sư kiệt lực duy trì thế giới, khuôn mặt méo mó, tuy nhiên không có nửa phần khả quan. Sau đó Phương Hàn lại một quyền nối tiếp một quyền. Ầm, thân thể Dược Tiên Sư nổ tung, Phương Hàn vừa xông ra liền kết ấn, một cỗ lực lượng bao phủ xuống áp chế Dược Tiên Sư lại như cũ, sau đó tung ra một cước đạp thiếu chủ Dược Thần Cốc xuống dưới chân. Đầu Dược Tiên Sư bị ngập trong bùn lầy, từng dòng nước đen chảy vào trong mũi, miệng,
Thần niệm hắn gào thét cố hết sức dãy giụa nhưng vẫn bị Phương Hàn trấn áp không nhúc nhích được, thậm chí ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có. Ngươi, lúc này chỉ còn lại con trai cung chủ vô cực tinh cung, Tinh Vẫn. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi Phương Hàn chế trụ đấu huyền cảnh, dẫm đạp dược tiên sư, tính ra cũng chỉ mấy lần hít thở. Trong cuộc chiến lúc nãy Tinh Vẫn không thể nhúng tay vào, hắn bị thiên địa nguyên khí cuồng bạo chấn động liên tiếp lùi về sau. Còn có mấy hắc y nhân dẫn Phương Hàn đến đây đang hoảng sợ nhìn hắn. Là người vô cực tinh cung hẳn ngươi biết thương sinh đại ấn, Hoàng Tuyền Đồ, ta còn từ trong vô cực tinh cung lấy đi không ít thuần dương đan dược đây. Phương Hàn nói tiếp, thế nào, ngươi tự mình quỳ xuống cầu xin ta tha thứ hay để ta động thủ? Quỳ xuống cầu xin tha thứ còn có một sinh cơ, để cho ta động thủ ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi là Phương Hàn, truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế. Thân thể Tinh Vẫn đứng thẳng lên một chút nói, ngươi muốn làm gì? Tại sao lại tiến vào phân bảo nham? Ngươi giết chúng ta không sợ bị lộ thân phận sao? Hừ, ta vào phân bảo nham là để trốn tránh Tể Chân Quân. Hiện tại tu vi ta đã đại thành, độ hóa khô vinh chân quân, đã không sợ hư tiên cảnh đuổi giết. Giết các ngươi để lộ thân phận cũng không có gì. Sắc mặt Phương Hàn bình tĩnh như nước. Ngươi đã không muốn cầu xin tha thứ ta để không thể làm gì khác hơn là động thủ tự mình giải quyết. Trong lúc nói chuyện, thân thể Phương Hàn bành trướng, bàn tay hóa thành hồng hoang tổ, long chảo đánh tới, tiếu khán phong vân tinh đào sinh, vô biên hư không gửi trầm lôi, tinh đào, tịch quyển, đại tinh thần thuật, đại thương khung thuật, đại linh hồn thuật, tam thiên đại đạo, huyền ảo tổ hợp, nhật nguyệt tiên tôn, tinh đào hối minh đại tiên thuật. Đối mặt với long chảo của Phương Hàn, rốt cục Tinh Vẫn cũng đã lộ ra thực lực chân chính của mình, thì triển ra tiên thuật, kết hợp ba đại đạo trong 3.000 đại đạo đại tinh thần thuật, đại thương khung thuật, đại linh hồn thuật, hợp thành một môn tiên thuật, phanh, tinh đào cầu nổ tung, biến thành vô số tinh đào, mà thân thể của hắn cũng nổ tung vô số huyết nhục tung bay, tích xúc thành tinh thần chi lực tổ hợp 3.000 đại đạo, thiêu đốt tuổi thọ, cũng biến thành tinh đào, cuồng quyện đầy trời bốn phương tám hướng. Trong một sát na Phương Hàn liền nhìn thấy hàng ức vạn điểm lưu tinh hội tụ thành tinh đào hướng về phía mình cuốn đến, mà linh hồn Tinh Vẫn ẩn núp trong tinh đào mỉm cười nhìn phong vân đè ép vạn vật xuống, phản kích mãnh liệt. Phương Hàn cũng không nghĩ đến Tinh Vẫn có tu vi yếu nhất lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại đến như vậy, tuy nhiên cũng chỉ phí công, xem ra ta phải cho ngươi biết cái gì mới chân chính được gọi là tiên thuật. Long chảo của Phương Hàn bị bao phủ trong tinh đào nhưng sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, thân thể đột nhiên biến hóa, thần thông tổ hợp tạo thành hình xoắn ốc, trăm vạn ức tổ hợp được tiến hành trong nháy mắt, một phủ đầu khổng lồ huyền phù trên không trung, quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Ông, cự phủ vừa bổ ra liền như khai thiên tích địa trực tiếp bổ nát tinh đào, dưới lực lượng của cự phủ, toàn bộ tinh đào đều bị phá hủy, một phủ phá hỗn độn, hai phủ tạo hư không, ba phủ định càn khôn, bốn phủ diễn âm dương. A, thần tộc quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Thanh âm hoảng sợ của Tinh Vẫn từ trong tinh đào truyền ra, một khắc sau khi toàn bộ tinh đào bị diệt, thân thể của Tinh Vẫn hiển hiện rơi thẳng tắp xuống dưới, lao vào vũng bùn của đọa tạp cốc. Toàn bộ ba đại cao thủ dược tiên sư, đấu huyền cảnh, Tinh Vẫn đều bị Phương Hàn dẫm đạp dưới chân. A, a, thiếu chủ, chuyện này không liên quan thuộc hạ, đều là do bọn hắn ra lệnh, thuộc hạ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, xin ngài tha cho thuộc hạ một mạng. Nhìn thấy một màn này, mấy bất tử chi thân dẫn Phương Hàn đến đều trợn mắt há mồm, sau đó đều cùng nhau cầu xin tha thứ. Các ngươi chỉ là những con kiến hôi còn dám dẫn ta đến đây, chẳng lẽ nghĩ rằng ta không biết sao? Là ta cố ý để cho các ngươi dẫn đến, hành vi của các ngươi không thể tha thứ. Phương Hàn cách không đánh ra một trường, một cỗ lực lượng khổng lồ phóng xuất ra chấn nát toàn bộ cao thủ bất tử chi thân, sau đó lại tung một chảo cuốn toàn bộ huyết nhục thần thông vào trong hỗn động tịch quyền, tiến vào bát bộ phù đồ, bát bộ song lô tiến hành chui luyện độ hóa, sau đó dung nhập vào trong thân thể ma thần. Phanh, vốn là vạn thọ cảnh ma thần liền lập tức đột phá trở thành bất tử chi thân. Đại thế giới thuật, Phương Hàn vận chuyển, đột nhiên xuất hiện một thế giới nho nhỏ, phạm vi hơn 10 dặm bao phủ toàn thân, đồng thời hai tay huy vũ liên tục, lập tức có ba bóng người xuất hiện trong thế giới. Chính là ba người chính là dược tiên sư, đấu huyền cảnh, Tinh Vẫn, Phương Hàn. Ngươi dám giết chúng ta, thế lực sau lưng chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Toàn thân dược tiên sư bị vô lượng hằng sa tỏa lên quấn chặt, vô lượng hằng sa biến thành dây trói chấn áp toàn bộ pháp lực của hắn. Ta ngay cả thiếu chủ thiên địa hội quán, con trai Tể Chân Quân, cũng dám chấn áp, đồng thời vơ vét tài sản chúng thì còn quan tâm đến các ngươi sao? Phương Hàn khinh miệt cười, các ngươi không nói ra thế lực phía sau còn tốt, đã nói ra vậy thì các ngươi cũng có chút giá trị. Ta sẽ hướng đến thế lực phía sau các ngươi đòi ít đồ vật. Đầu tiên là ngươi, Tinh Vẫn, tinh đào hối minh đại tiên thuật của ngươi đối với ta rất có tác dụng. Chiu, thân thể Phương Hàn bất động, cánh tay đưa ra ngoài đặt trên đầu Tinh Vẫn, một cỗ lốc xoáy cực mạnh, hỗn động hiện ra trên tay hắn. Đây là hắn mượn hỗn động lực của Khô Vinh chân quân. Phương Hàn, ngươi thật ngoan độc. A, toàn thân Tinh Vẫn run rẩy kịch liệt, mở miệng thóa mạ, nghiến răng nghiến lợi hung tợn, nhưng không có cách nào ngăn cản Phương Hàn rút thần thông. Một cỗ tiên đạo từ trong thân thể Tinh Vẫn ngưng luyện ra, chính là đại tinh thần thuật, đại thương khung thuật. Phương Hàn đã học xong,
nhưng hắn vẫn rút ra dung nhập vào trong thần thông của mình, bổ sung trọn vẹn. Tuy nhiên Phương Hàn không tu luyện đại linh hồn thuật, chỉ là đi cướp đoạt về. Tu luyện một chút, Phương Hàn cảm giác được một cỗ tinh đào đồng dạng trong thân thể, đánh sâu vào bên trong động thiên, tựa hồ như một biển rộng tinh thần. Tốt, rất tốt, pháp bảo trên người ngươi cũng rất nhiều, lấy toàn bộ ra đây. Sau khi thu lấy tinh đào hối minh đại tiên thuật, Phương Hàn lại tung ra một chảo nữa, lấy pháp bảo từ tinh vẫn động thiên ra ném vào bát bộ phù đồ, giống như kiểm kế pháp bảo. Ta và ngươi thề không đội chung trời. Tinh vẫn tức giận đến tê tâm liệt phổi, hắn đã làm luyện bảo sư nhiều năm, trong phân bảo nham đã nuốt không biết bao nhiêu tài liệu, sợ rằng giá trị cũng có vài chục triệu đan dược, hơn nữa còn có rất nhiều đan dược là thiên tài địa bảo không mua được, hiện tại toàn bộ đều bị Phương Hàn thu hết. Ngươi còn dám lớn giọng! Đột nhiên Phương Hàn tung một cước, đá Tinh vẫn ngã xuống mặt đất hung hăng dẫm đạp. Một cước này hắn có thi triển vô thượng thần thông hành hạ người, đẩy thiên giới tịnh hòa đánh vào cơ thể đối phương. Lập tức Tinh vẫn la hét giống như lợn bị chọc tiết, vô cùng thê thảm, máu theo lỗ chân lông tràn ra ngoài, làm máu tươi bị ngọn lửa thiêu đốt. Đến phiên ngươi, trên người ngươi có đồ vật nào giá trị, có tiên thuật nào thì đưa đây, có thể miễn trừ thống khổ. Phương Hàn quay sang Dược Tiên Sư nói, tu vi Dược Tiên Sư cao nhất đã đạt đến giới vương cảnh. Lấy tu vi trước kia của Phương Hàn, cho dù muốn trấn trụ cũng lãng phí không ít tinh lực, thậm chí còn phải tiêu hao thọ nguyên thi triển tiểu thúc mệnh thuật, nhưng bây giờ thì rất dễ dàng. Độ hóa khô vinh chân quân cao thủ hỗn động cảnh, vượt cấp giết người nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước. Thế giới vi vi trần, điểm điểm tích tích. Đột nhiên trên mặt Dược Tiên Sư xuất hiện thần sắc quỷ dị, Phương Hàn, đây là ngươi đang bức bách ta, kể cả lúc bị ngươi dẫm đạp dưới chân ta cũng không lãng phí thọ nguyên thi triển ra chiêu này. Mỗi một năm tuổi thọ đối với ta đều hết sức quý giá, nhưng bây giờ ta phải thi triển chiêu này. Đại y liệu thuật, đại kịch độc thuật, nhất độc nhất dược, nghịch loạn sinh kỳ, cửu cửu chí tôn, dược thần đại đế, dược sư vương Phật. Thế giới của Dược Tiên Sư dần thu nhỏ lại, trở thành như hạt bụi, mà ngay lúc hóa thành hạt bụi, một pho tượng hai mặt xuất hiện, một nửa giống như thần linh thượng cổ, một nửa lại giống như là Phật. Y phục trên người cũng một nửa là đạo bào, một nửa là áo cà sa. Mùi dược hương, kim quang, Phật quang, thần quang đồng thời xuất hiện. Dưới tác dụng của vi trần thế giới của Dược Tiên Sư, vô lượng hằng sa đang khóa chặt Dược Tiên Sư cũng biến mất không thấy bóng dáng. Dược sư vương Phật, ngay lập tức Phương Hàn đạp mạnh về phía trước, sử dụng hoàng tuyền đồ bay nhanh ra ngoài, một ngọn nại hà chi kiều xuất hiện giữa hư không. Toàn thân hắn lập tức tiến vào nhân bảo hộ nhất, hóa thành hồng hoang tổ long hung hăng quấn quanh, cắn nát Dược sư vương Phật thành từng hạt bụi sau đó thu vào. Thân thể Dược Tiên Sư lại hiện ra bị giam cầm như cũ. Ở trước mặt ta ngươi trốn không thoát đâu. Sau khi bắt Dược Tiên Sư không chút khách khí, long chảo giống như cái móc hung hăng chộp vào thân thể đối phương. Người đã muốn chạy trốn, vậy ta liền giết ngươi. Ta xem Dược Thần Cốc làm được gì ta. Long chảo đâm vào thân thể Dược Tiên Sư, Hô Vinh Chân Quân ở trong bát bộ phù đồ liền thi triển hỗn động pháp tắc hút lấy nguyên khí. Trong nháy mắt thế giới pháp tắc của Dược Tiên Sư bị cuốn vào trong chí tôn long chảo được bát bộ phù đồ hấp thu. Sau đó bát bộ phù đồ cũng giống như đấu vương khải xuất hiện thế giới pháp tắc tấn giai thành bán tuyệt phẩm tuyệt đạo khí đỉnh phong, tùy thời có thể tạo ra thế giới pháp tắc tấn chức thành tuyệt phẩm đạo khí. Sau khi nhìn thấy một màn này, trong lòng Phương Hàn cũng không quá mừng rỡ. Hắn biết muốn để bát bộ phù đồ tấn thăng thành tuyệt phẩm đạo khí cần phải trải qua nhiều lần lột xác, cần hấp thu nhiều thế giới pháp tắc. Một hai cao thủ giới vương cảnh là không đủ. Hơn nữa, nếu hắn không tấn thăng lên giới vương cảnh thì bát bộ phù đồ cũng không thể nào tấn chức. Thân thể Dược Tiên Sư bị hút đi hết kể cả pháp tắc, nhưng các loại thần thông thì được lưu lại. Thậm chí trong đó còn có đại y liệu thuật mà Phương Hàn chưa luyện qua. Còn có đủ loại vô thượng thần thông khác như đại kịch độc thuật hay một loại tinh thuật huyền ảo kết hợp với Phật pháp tên là Dược Sư Vương Phật Lưu Ly Đại Bảo Tiên Thuật. Rất rõ ràng Dược Thần Cốc chính là một môn phái kết hợp Phật đạo. Về phần các bảo bối trong cơ thể Dược Tiên Sư đều bị hắn đưa ra ngoài, trong đó chủ yếu là tiên đan, đủ các loại đan dược, linh dược. Phương Hàn quơ một chảo bắt lấy một tinh thể phong ấn vài loại linh dược, cư nhiên còn có cả đan dược chứa không gian pháp tắc, thậm chí còn có thời gian pháp tắc. Cửu Khúc Huyết Chi lão tổ tu luyện đến động thiên cảnh. Mục đạo nhân nhìn thấy một tinh thể có phong ấn một đạo huyết ảnh, bản thể của huyết ảnh chính là linh chi. Linh chi đã hóa thành một lão giả toàn thân màu đỏ giống như thật, cơ thể vặn vẹo đầy thống khổ. Tựa hồ Mục đạo nhân nhận ra người này, hét ầm lên, đây là ta lúc còn bé mời tu thành kim đan. Lúc tiến vào Cực Yêu Chi Địa đã từng thấy qua Huyết Chi lão tổ do linh chi tu luyện thành, cư ngụ tại Cửu Khúc Tinh, hùng bá một tinh vực, không ngờ hiện tại lại rơi vào tay Dược Tiên Sư. Mục đạo nhân cũng là do thực vật tu luyện thành, thì sao? Dù là lão tổ thì cũng bị luyện chế thành linh dược. Phương Hàn lắc đầu, đáng thương, đáng thương. Đã như vậy ta liền độ hóa hắn. Một đạo thiện quang bắn vào trong tinh thể, huyết ảnh lão giả lập tức bay ra ngoài. Chủ nhân, đa tạ giải thoát. Huyết Chi vô cùng cảm kích. Trong lúc nói chuyện, Huyết Chi lão tổ sinh trưởng ở trong bát bộ phù đồ thả ra một cỗ xương khí màu máu, cho dù là ma vương thần thông bí cảnh vừa hít được cỗ xương khí màu máu này cũng phấn khởi tinh thần, tu vi tiến nhanh. Các linh dược còn lại Mục đạo nhân ngươi kiểm tra xem. Phương Hàn đánh chết Dược Tiên Sư sau đó chuyển hướng sang đấu huyền cảnh.
tiểu tử, bây giờ đến lượt ngươi. Đấu huyền cảnh nhìn thấy Phương Hàn giết chết Dược Tiên Sư đã sớm bị dọa cho sợ vỡ mật. Đúng lúc này có một thanh âm từ trong đọa tà cốc truyền đến, người trẻ tuổi không nên được voi đòi tiên, hành sự không nên thái quá. Thanh âm này hư vô mờ mịt từ từ truyền đến, tựa hồ vọng từ thiên ngoại, tựa hồ như ngay bên cạnh. Phương Hàn cả kinh hét lên, người nào, người nào? Phương Hàn kinh hãi, không ngờ trong đọa tà cốc lại còn có người khác tồn tại. Hắn quay người lại đã nhìn thấy trong sương mù nồng đậm xuất hiện một người mặc áo cà sa rách nát, dưới chân đi giày cỏ, tay cầm một chuỗi tràng hạt làm bằng gỗ thường của hòa thượng. Hòa thượng này ăn mặc giống như hòa thượng khất cái trong thế tục, tuy nhiên trong mắt lóe ra tử quang, mi tâm ẩn chứa Phật quang, toàn thân tịnh khiết. Mặc dù ở trong đọa tà cốc nhưng lại không lây nhiễm khí ô uế, giống như hoa sen mọc trong đầm. Từ trên người hòa thượng, Phương Hàn cảm thấy trí tuệ thâm ảo, giống như một đại trí giả. Người trẻ tuổi nên khoan dung độ lượng, hành sự không nên diệt tuyệt, thả những người này ra đi. Hòa thượng đi đến cách Phương Hàn 3.000 trượng, nhìn tinh vẫn và đấu huyền cảnh nằm trên mặt đất, chậm rãi nói, hòa thượng, người từ đâu đến? Phương Hàn hỏi, đồng thời âm thầm thăm dò tu vi của hòa thượng. Thế nhưng hắn lại phát hiện tu vi lão hòa thượng sâu không lường được, thực lực cực mạnh. Mặc dù không mạnh như Tề Chân Quân, Di Bảo đại tiểu thư đã đạt đến hư tiên cảnh, nhưng cũng ngang với Khô Vinh chân quân. Phương Hàn dựa vào thần niệm cảm giác được trên người hòa thượng đang có một hỗn động khổng lồ xoay tròn, hơn nữa không chỉ một hỗn động, lại là hỗn động cảnh cao thủ trường sinh bát trọng. Người này làm sao có thể tu luyện ra hai hỗn động? Không thể nào, Phương Hàn rung động nói, trừ phi là hai linh hồn lạc ấn, nhưng cũng không thể được, pháp tác thì chỉ có thể có được một mà thôi. Chủ nhân đây là Phật môn Bát Địa Bồ Tát vô cùng kinh khủng, hơn nữa còn tu luyện thượng cổ cái thế kỳ công của Thiện Ác Tịnh Vương Phật, Thiện Ác Nhị Tâm Đại Phật Pháp Bồ Tát. Thiện Ác Tịnh Vương Phật ở trong Phật giới là tồn tại giống như cấp bậc thiên quân cao cao tại thượng. Hắn dốc hết tâm huyết sáng tạo ra một môn Phật pháp, lấy thiện ác vi niệm, lấy âm dương vi phân, lấy lưỡng nghi vi đạo. Phàm những người luyện thành đều có hai linh hồn thiện ác, sau đó mỗi linh hồn tự mình tu luyện, cuối cùng cùng nhau tấn chức. Tuy nhiên Phật pháp này vô cùng nguy hiểm, kể cả kỳ tài ngút trời khi tu luyện cũng gặp phải nguy hiểm tinh thần nhiễu loạn. Tu vị càng cao, sự nguy hiểm do tinh thần phân liệt nguy hiểm lại càng lớn. Nghe nói Thiện Ác Tịnh Vương Phật bị tinh thần phân liệt đã có rất nhiều cổ Phật liên thủ chấn áp, sau đó Phật giới cũng cấm tu luyện Phật pháp này. Không biết lão hòa thượng này xuất hiện ở đây làm gì? Khô Vinh chân quân ở trong Bát Bộ Phù Đồ khiếp sợ nói, thực lực của hòa thượng này còn cao hơn so với hai cao thủ hỗn động cảnh liên thủ. Phải biết rằng đạt tới loại trình độ này tuyệt đối không phải đơn giản là một thêm một bằng với hai, lại có kỳ công như vậy. Phương Hàn cả kinh nói, người trẻ tuổi, người đang suy nghĩ gì vậy? Có nghe lời lão nạp thả hai người này ra không? Hòa thượng mang theo khuôn mặt từ bi nói chuyện, tuy nhiên lực lượng hai hỗn động trong cơ thể phát ra mơ hồ uy hiếp Phương Hàn. Đại hòa thượng, ngươi tại sao muốn ra mặt vì hai người này? Phương Hàn âm thầm cảnh giác hỏi, ba người này ám toán ta, giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền, Phật môn dạy nhân quả báo ứng, bọn họ muốn giết ta, liền bị ta giết lại, ngươi tới can thiệp là dính phải nhân quả, mau chóng rời đi nếu không không được chết tử tế. Ngươi nhìn ngươi hiện tại, mặc dù trong bùn mà không nhuốm bùn, chân ở trong bùn, nước bùn không nhuộm thân thể, nhưng lại có ý cảnh rất tục khí, chỉ khi nào thân thể dù trong bùn nhưng tâm không lay động mới đạt đến cảnh giới cao. Hay cho một tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn. Hòa thượng cười cười, đấu huyền cảnh là bằng hữu của con ta, ta ở đọa tà cốc để tinh lọc tà khí, vừa lúc gặp phải ngươi giết người, những thứ khác hết thảy cũng không có nhìn thấy, cũng không biết ngươi nói có phải thật vậy hay không, nhưng ta nhận ra đấu huyền cảnh. Hòa thượng quát lên, một đạo chân ngôn xuyên thấu qua Phương Hàn thế giới, chấn nát phong ấn đấu huyền cảnh. Đấu huyền cảnh thấy rõ tình huống bên ngoài lập tức gọi to, à, là Cực Nhạc đại sư, Cực Nhạc đại sư, mau mau tới giải cứu ta, ta là thái tử đấu thần đế quốc, không thể chết được, chờ ta trở thành hoàng đế, nhất định sẽ đem tất cả làm ăn của đấu thần đế quốc giao cho Hoan Hỷ Cốc. Đấu thần đế quốc nắm giữ vô số viên tinh cầu, có vô số nữ tu sĩ cũng sẽ giao cho Hoan Hỷ Cốc. Hơn nữa mới vừa rồi, ta căn bản không có ý định giết Phương Hàn, chỉ có mình hắn chém giết chúng ta, lừa gạt đem chúng ta tới đây, sau đó thì triển sát thủ. Cực Nhạc đại sư mau đem tin tức truyền đến Phân Bảo Nham, truyền đến đấu thần đế quốc. Hoan Hỷ Cốc, tâm niệm Phương Hàn khẽ động, Hoan Hỷ Cốc là một thương hội thần bí trong tu chân đại thế giới, chuyên môn buôn bán người, không nghĩ đến khổ hành hòa thượng này lại là người Hoan Hỷ Cốc, hóa ra là yêu tăng. Phương Hàn há mồm phun ra một đoàn quang mang, đem đấu huyền cảnh nhập vào trong Bát Bộ Phù Đồ, thả ra. Cực Nhạc đại sư nhìn thấy hành động của Phương Hàn, ánh mắt phát ra tia hàn lãnh, giống như trở thành người khác, từ một đại sư từ bi chuyển thành một đại ma đầu cùng hung cực ác. Trên mặt hiện ra hắc khí, hai tay trà sát, hai luồng hỗn động ở trên bàn tay của hắn chuyển động, đột nhiên được kéo ra, tràn đầy âm dương lực. Phương Hàn vừa nhìn, lập tức cảm thấy đây không phải là đại âm dương thuật, nhưng tương tự với thần thông đại âm dương thuật, chính là thần thông Phật giới vô thượng đại năng tự nghĩ ra. Đại âm dương thuật có thể sánh ngang với Tam Thiên Đại Đạo, đều nằm trong xếp hạng trước 10. Lực lượng hai luồng hỗn động chồng chất lên nhau, Phương Hàn cảm thấy hai hỗn động thế giới thủy hòa bất dung,
tựa như thủy hỏa song xí của mình. Thế nhưng dưới lực lượng mạnh mẽ của cực nhạc đại sư, trong lúc vận chuyển, bộc phát liền phá vỡ đại thế giới thuật, sau đó oanh kích lên thân thể Phương Hàn, xuất thủ như điện, lôi lệ phong hành. Hòa thượng này động thủ giống như một sát sinh vật, gọn gàng dứt khoát, tăng y đón gió bay phần phật, đại thủ phóng to đánh tới thẳng lên người Phương Hàn một đòn nghiêm trọng. Phanh, Phật môn cương khí mạnh mẽ trực tiếp đánh vào trong cơ thể Phương Hàn, bắt đầu tùy ý phá hư. Ngay lập tức, Phương Hàn vận chuyển lực lượng của Khô Vinh chân quân hấp thu cỗ Phật môn cương khí, tay trái biến thành long trảo, đại kịch độc thuật được thi triển ra, đồng thời trong hai mắt phóng xuất tinh đảo hối minh đại tiên thuật, thủ hộ chi quang được gia trì lên thân thể, sau đó thân thể lại một lần nữa biến hóa. Từng tiếng răng rắc vang lên, ngưng tụ thành một thanh cự phủ thật lớn, chính là quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Liên tiếp thi triển ra ba đại tiên thuật nhưng Phương Hàn còn không hài lòng. Cực nhạc yêu tăng, ngươi muốn giải cứu Đấu Huyền Cảnh, ngươi cho rằng ngươi có thể giải cứu được sao? Ta liền thánh tế hắn ở trước mặt ngươi, hiến tặng cho đại năng đổi lấy lực lượng. Trong lúc mở miệng nói chuyện, một tay Phương Hàn mãnh liệt chộp lên đầu Đấu Huyền Cảnh. Đấu Huyền Cảnh lập tức giãy giụa nhưng không cách nào thoát được. Phương Hàn liền thi triển ra đại tế tự thuật, đại kết vận thuật, hai cỗ tam thiên đại đạo tổ hợp cùng nhau, lập tức tạo thành thánh tế đại tiên thuật, sau đó ngọn lửa thánh tế hừng hực thiêu đốt Đấu Huyền Cảnh. Phanh, Đấu Huyền Cảnh kêu gào thê lương thảm thiết, bị biến thành tế tự, trở thành một đoàn nguyên khí vạn vẹo thẩm thấu vào trong hư không. Sau đó thần niệm của Phương Hàn tiến vào sâu trong không gian, thậm chí là không gian trong tế đàn cổ lão. Tế đàn đón nhận lực lượng của Đấu Huyền Cảnh, sau đó chuyển lại một cỗ lực lượng. Bản thân Đấu Huyền Cảnh là cao thủ thiên vị cảnh đỉnh phong, trải qua thánh tế, lực lượng sinh ra cường đại đến cỡ nào. Tuy nhiên trước lúc thánh tế, Phương Hàn tự nhiên đã tước đoạt tất cả bảo tàng trên người hắn, lấy đi Đấu Vương khải giáp, toàn thân huyết nhục, tinh khí, pháp tắc của Đấu Huyền Cảnh bị thiêu đốt trở nên vô dụng. Thế nhưng thông qua lực lượng thánh tế vẫn mạnh mẽ như cũ, Phương Hàn chiếm được lực lượng thánh tế, thân thể lại ngưng tụ thế giới pháp tắc, thúc giục tất cả các pháp bảo, thì triển quỷ phủ thần công đại tiên thuật, quang mang vạn trượng, thống trị chư thiên. Phách, quỷ phủ thần công đại tiên thuật hướng về phía đại não cực nhạc hòa thượng hung hăng chém giết, thiện ác lưỡng phân, cực nhạc chân lý, tịnh vương thần Phật. Nhìn thấy Đấu Huyền Cảnh đang sống sờ sờ bị Phương Hàn thánh tế, trên trán cực nhạc hòa thượng xuất hiện một tia hắc khí tức giận, hai tay hắn thúc giục hỗn động, một khe hở thời không được hỗn động kéo ra, bên trong tràn đầy xoáy nước màu trắng, cũng không biết đó là cái gì mà có thể hút đại phủ vào trong. Phương Hàn, đây là cổ Phật Bạch Động, một thần thông tương tự chư thần sáng thế thần thông, bị hút ra vào trong đó, hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Diêm nhìn thấy xoáy nước màu trắng liền thất kinh hô lớn, ân, tương tự như chư thần sáng thế thần thông. Phương Hàn cũng kinh ngạc trước đạo thuật thông thiên, thủ đoạn vô cùng của cực nhạc hòa thượng, mặc dù hiện tại hắn có thể chống lại, nhưng không cách nào đánh bại. Tuy nhiên được Diêm nhắc nhở, hắn đột nhiên hiểu ra, trong tu luyện nhiều điều khó hiểu cũng dẫn hé lộ ra, quỷ phủ thần công đại tiên thuật chính là tuyệt học thần tộc, bây giờ còn chưa viên mãn, cần 99 loại tam thiên đại đạo hợp nhất. Tuy nhiên, ta lại cảm giác đại tiên thuật này cùng với chư thần sáng thế có một chút liên hệ. Phương Hàn thầm nghĩ, trong lúc suy nghĩ, động thiên trong cơ thể Phương Hàn vận chuyển, chư thần sáng thế kinh văn đột nhiên tràn vào quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật, trong lúc Phương Hàn hiểu ra liền dung hợp chư thần sáng thế kinh văn, lại lần nữa lột xác, cự phủ khổng lồ lại rút nhỏ, từng bước áp xúc từng tấc một, mỗi lần áp xúc một tấc, mật độ quỷ phủ thần công đại phủ lại tăng lên, cô động gấp đôi, cuối cùng đại phủ chỉ còn kích thước cao hơn người thường một chút. Toàn thân luân chuyển sáng thế kỷ kinh văn, vô số thần hoàng ở trong đó phát ra âm thanh, niệm xuất chư thần sáng thế kinh văn, quỷ phủ thần công đại tiên thuật, tựa hồ đã có hạch tâm trọng yếu, răng rắc, một cự phủ tràn đầy chư thần sáng thế kinh văn chém xuống phía cực nhạc hòa thượng, phá tan cổ Phật Bạch Động, sau đó trực tiếp chẻ đôi chân thân thành hai nửa. Cực nhạc hòa thượng cũng không nghĩ tới, trong chiến đấu Phương Hàn lại lĩnh ngộ ảo diệu của quỷ phủ thần công đại tiên thuật, sát nhập chư thần sáng thế kinh văn của thần tộc trong tiên thuật, khiến cho uy lực tiên thuật đột nhiên tăng mạnh, dưới một búa, nương theo uy lực tuyệt phẩm đạo khí, chỉ một phủ đã chẻ đôi người hắn, thậm chí ngay cả cổ Phật Bạch Động tiên thuật cũng không làm gì được. Xoẹt, xoẹt, sau khi bị chẻ đôi người, toàn thân hắn hiện ra một loại chất lỏng màu vàng, bay về phía sau rồi lại ngưng tụ lần nữa. Hắn tu luyện Thiện Ác Nhị Tâm Đại Phật Pháp, chính là môn tuyệt học thượng cổ của Thiện Ác Tịnh Vương Phật, Phật giới cũng cấm tu luyện Phật pháp này. Hắn thiên tân vạn khổ, tu luyện đến tu vi như bây giờ, vốn tưởng rằng đã vô địch trong hỗn động cảnh, cho dù là hư tiên cũng không giết được hắn, có thể chống lại hư tiên, nhưng hắn không ngờ rằng, Phương Hàn, một tiểu nhân vật thiên vị cảnh, thần thông mới đạt đến lục trọng, kém xa hắn cả vạn dặm, lại có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy, quỷ phủ thần công đại tiên thuật trọng yếu là cái này, chư thần sáng thế. Bí mật thần tộc chỉ có thần tử mới được truyền thụ. Chủ nhân không biết đã giết tên thần tử của thần tộc nào mà chiếm được thần thông truyền thừa. Ta muốn học vô thượng thần thông,
tuyệt học do thần tộc Thủy Tổ Thánh Vương sáng tạo, dung nhập vào quỷ phủ thần công đại tiên thuật, lúc đó nhất định ta sẽ tu thành hư tiên a. Khô Vinh chân quân ở trong Chí Tôn Long Châu ngơ ngác nhìn quỷ phủ thần công đại tiên thuật của Phương Hàn, lòng tràn đầy kích động. Sao nào, chư thần sáng thế kinh văn là khi ta giết chết tên Niêu Ly thần tử đạt được, tuy nhiên ta không thể truyền thụ cho ngươi. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật của ngươi đã tu luyện đến cực hạn, nếu như dạy chư thần sáng thế cho ngươi, ngươi có thể mượn lực lượng bát bộ phù đồ đột phá cảnh giới, gặp phải tiên giới lôi phạt, khi đó ta khẳng định ngăn cản không nổi, bát bộ phù đồ cũng sẽ bị hủy trong lôi phạt. Phương Hàn dùng thần niệm trao đổi, chủ yếu là nếu như dạy kinh văn chư thần sáng thế cho Khô Vinh chân quân, một khi hắn đột phá hư tiên, may mắn vượt qua tiên giới lôi phạt, tất cả cấm chế cũng sẽ bị tiêu trừ, một lần nữa thoát khốn đi ra ngoài, khôi phục tự do, thậm chí trực tiếp giết chết Phương Hàn. Cảnh giới hiện tại của Phương Hàn căn bản không thể nào độ hóa chấn áp hư tiên, chỉ có thể chạy trốn khỏi hư tiên, giữ được mạng là tốt rồi. Sau một hồi trao đổi, Phương Hàn vận dụng quỷ phủ thần công đại tiên thuật, càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng tinh ảo. Thân thể vừa động, phủ quang bạo phát lao ra ngoài chém giết, từng đạo phủ ảnh giống như câu thông với thần giới Chí Tôn Thủy Tổ Thánh Vương, truyền thụ thêm cho hắn một bộ vũ trụ phủ pháp. Ngàn vạn phủ quang mãnh liệt như nước thủy triều, giống như bánh xe vận mệnh, cuồn cuộn hướng về phía trước. Cùng tiểu tử này tranh đấu không phải là hành động sáng suốt, chạy là thượng sách. Chứng kiến thực lực của Phương Hàn, thân thể Cực Nhạc Hòa Thượng hợp hai làm một, hóa thành một đạo kim quang, đột nhiên vọt lên. Thân thể động, đã xuất hiện xoáy nước màu trắng giữa không trung, lại là cổ Phật Bạch Động. Hắn liền chui vào xoáy nước màu trắng, biến mất không thấy tăm hơi. Những xoáy nước màu trắng đã bị đại phủ của Phương Hàn chém giết cũng theo đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đi là tốt rồi. Người tuổi trẻ, tên ngươi là Phương Hàn, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi bắt thiếu chủ Dược Thần Cốc Dược Tiên Sư, thiếu cung chủ Vô Cực Tinh Cung Tinh Vẫn, Thánh Tế Thái Tử Đấu Huyền Cảnh. Những chuyện này ta sẽ truyền bá ra bên ngoài, đến lúc đó chắc chắn ngươi chết không có chỗ chôn. Tuy nhiên ta cho ngươi một cơ hội, 3 ngày nữa ngươi đến tu chân đại thế giới Hoan Hỉ Cốc, cùng ta ký kết một điều ước, ta sẽ không truyền bá chuyện của ngươi ra ngoài. Ngay sau khi Cực Nhạc Hòa Thượng rời đi, một thanh âm vang vọng khắp không trung. Không sao, Phương Hàn hướng về phía hư không nói, ta đang muốn ngươi truyền bá chuyện này ra ngoài, khiến đại nhân vật đến thái nhất môn trong huyền hoàng đại thế giới tìm ta. Một tháng sau, tiên đạo đại hội sẽ có nhiều đại nhân vật tụ tập, ta còn giam cầm con trai Tề Chân Quân, thiếu chủ thiên địa hội quán Thích Thiểu Uy, thiếu chủ của Trấn Vũ Lâu, Quy Hóa Phủ, Nhật Nguyệt Bảo Các, tất cả đều bị ta giam cầm. Ngươi có thể trợ giúp ta truyền bá luân thể đến thái nhất môn tìm ta. Người trẻ tuổi rất can đảm, lão nạp bội phục, ngày sau lão nạp lại cùng ngươi giao thủ. Thanh âm tiêu thất, Cực Nhạc Hòa Thượng đã thực sự biến mất. Trong đoạn tà cốc chỉ còn lại vẻ tĩnh lặng, tà khí khắp nơi, không biết ẩn chứa điều gì. Thần niệm Phương Hàn phóng xuất ra ngoài, phát hiện đây là một tinh cầu hoang vu. Trên tinh cầu này khắp nơi đều tràn đầy tử khí, tà khí, tựa hồ trên tinh cầu có cất giấu tà vật, hoặc đại bộ phận người trên tinh cầu này đều tu luyện tà pháp, sau khi rời đi còn sót lại tà khí. Thần niệm lan tỏa khắp trong hư không, xuyên qua không gian, nhưng vẫn như cũ bắt không tìm được Cực Nhạc Hòa Thượng. Sau đó Phương Hàn lại sử dụng thần niệm thẩm thấu vào trong lòng đất, quét ngang tinh cầu một lần nhưng vẫn không phát hiện điều dị thường nào, mỗi tấc đất đều tràn đầy tà khí mà thôi. Phương Hàn, thực lực Hòa Thượng này rất mạnh, rất mạnh, hơn nữa hắn vẫn còn chưa thi triển ra pháp bảo. Diêm trịnh trọng nói, 3 ngày nữa ngươi có đến Hoan Hỉ Cốc hay không? Đương nhiên không đi, ta vốn đã gây ra sự chú ý, đem những phiền toái cùng dẫn tới huyền hoàng đại thế giới. Hiện tại cách tiên đạo đại hội trong huyền hoàng đại thế giới chỉ còn 1 tháng, ta cũng không trở về Phân Bảo Nham, trực tiếp trở về huyền hoàng đại thế giới, đến Vũ Hóa Môn hỏi Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ, người này sâu không lường được, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp giải cứu Yên Thủy Thiên. Phương Hàn trịnh trọng đáp, vậy chúng ta không trở về Phân Bảo Nham sao? Trong Phân Bảo Nham có rất nhiều bảo bối, chúng ta nếu như lén lấy ra một ít, hơn nữa người đang bố trí một cái bố cục đối với Cẩm Tú Phủ, Chân Quân Lâu, tiết lộ một chút bí quyết về Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo cho bọn họ, cái bố cục này lúc nào mới thu quan? Diêm nói, bố cục, đợi đến khi thần tộc tiến công huyền hoàng đại thế giới, vào thời điểm diễn ra tiên đạo đại hội, tự nhiên có thu quan. Phương Hàn nở nụ cười nói, ta muốn đột phá đến giới vương cảnh, đáng tiếc chính là trường sinh thất trọng, tu luyện ra thế giới của mình thật sự là quá khó khăn, nhất là đối với ta. Trước khi trở về huyền hoàng đại thế giới cứ tạm thời ở lại đọa tà cốc củng cố lại tu vi cũng được. Gần đây tới tu trên đại thế giới, ta cướp đoạt quá nhiều thần thông, tam thiên đại đạo cũng chưa tiêu hóa được. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, Hoàng Tuyền Đồ biến nhỏ còn 3 trượng, ngập tràn phù văn bao quanh người hắn. Hoàng Tuyền Đồ triển khai toàn bộ có thể bao trùm rất nhiều tinh cầu, hiện tại chỉ áp xúc thành hình cầu đường kính 3 trượng, có thể thấy được lực lượng áp xúc mạnh mẽ cỡ nào. Sau khi Phương Hàn ngồi xuống, tam thiên đại đạo trong cơ thể nhất nhất vận chuyển,
trừ những thứ đã sớm tu luyện trước kia còn có những thứ gần đây mới tu luyện đều được vận chuyển: đại tế tự thuật, đại kết vận thuật, đại khô vinh thuật, đại nguyệt khiếu thuật, đại thế giới thuật, đại xã tắc thuật, đại truy tung thuật. Tất cả cùng vận chuyển tổ hợp với nhau sát nhập vào động thiên trong cơ thể Phương Hàn. Hiện tại động thiên của Phương Hàn đã biến thành một nửa thế giới, bên trong tràn đầy thế giới lực, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, thiên vị pháp tắc cùng lúc vận chuyển không thôi. Duy nhất đáng tiếc chính là không có thế giới pháp tắc ở trong đó, thế giới lực chẳng qua là mượn nguyên khí trong tuyệt phẩm đạo khí vận chuyển mà thôi. Một khi cô động thế giới pháp tắc, toàn thân Phương Hàn lập tức sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lực lượng tăng trưởng trăm ngàn lần, hơn nữa huyết nhục cũng sẽ diễn biến hóa thành tiểu thế giới, thân thể vô cùng mạnh mẽ. Càng lợi hại hơn chính là dùng tự thân thế giới lực thúc giục tuyệt phẩm đạo khí khiến cho tuyệt phẩm đạo khí phát huy thực lực mạnh mẽ, giống như là dùng tạo vật pháp tắc, bất hủ chi khí thúc giục thượng phẩm đạo khí. Nếu như Phương Hàn tu luyện thành giới vương cảnh, bát bộ phù đồ cùng thương sinh đại ấn, hoàng tuyển đồ sẽ phát huy uy lực tuyệt phẩm đạo khí phòng trường có thể đề cao gấp đôi. Hiện tại Phương Hàn đang cố gắng tích xúc, một khi bước vào giới vương cảnh nhất định sẽ khác biệt so với cao thủ bình thường. Hoàng tuyển đồ, thương sinh đại ấn, bát bộ phù đồ, vô lượng hằng sa, viêm đế hỏa long đỉnh, hắc đế triều tịch phiên đang an vị trong động thiên, cùng chung một hình thức thế giới ban đầu. Trong thế giới này, chúng đang cùng nhau phát triển, kế thừa vinh diệu, sẽ có một ngày thế giới của ta có thể áp đảo tiên giới. Phương Hàn âm thầm vận chuyển năng lực, thu hút tất cả pháp lực, tất cả pháp bảo vào trong động thiên của mình. Sau đó, 36 ước thiên ma trong bát bộ phù đồ, chứa nhiều cao thủ, đều cầu nguyện, không ngừng cầu nguyện, kể cả Khô Vinh chân quân, Ngũ Kiếm lang quân, Thanh Diện tôn giả, đều cùng nhau cầu nguyện. Trong khi cầu nguyện, những cao thủ tu luyện đến giới vương cảnh, thiếu chủ Thích Thiểu Uy, thiên vị cảnh Tề Minh Hạo, còn có Quy Hóa phủ, Nhật Nguyệt bảo các đều bị độ hóa. Những vị thiếu chủ này đều là thiên tài hơn người, không biết gia tộc cho bọn hắn bao nhiêu bảo bối, bao nhiêu kỳ ngộ mới có thể tu luyện đến cảnh giới hiện tại. Bọn hắn đều là cao thủ, nếu thả vào trong huyền hoàng đại thế giới đều là nhân vật cấp trưởng môn. Lần này độ hóa, nguyện lực trong bát bộ phù đồ không biết tăng thêm bao nhiêu, nguyên lực bàng bạc, hiện lên dưới trạng thái dịch thể màu vàng, tập trung nguyện vọng tốt đẹp của chúng sinh. Những nguyện vọng này cùng oanh kích vào trong động thiên làm cho tinh bích hệ vốn tinh khiết cũng bị nhuốm màu vàng lóng lánh. Tuy nhiên tinh bích hệ cũng không bị ô nhiễm mà càng thêm cô đọng. Một thế giới vốn tập trung vô số sinh linh không ngừng cầu nguyện, chúng sinh niệm lực càng nhiều, thế giới lại càng chắc chắn, càng lúc càng lớn. Một động thiên càng phải như vậy, bất kỳ ai tu luyện đến động thiên cảnh đều nuôi dưỡng vô số sinh linh bên trong động thiên tiến hành cầu nguyện, bất kể hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí, thượng phẩm đạo khí, tất cả đều như thế. Bên trong Vũ Hóa Thiên Cung, quần tinh môn Thái Cổ Vẫn Thạch không biết chứa bao nhiêu sinh linh cùng nhau cầu nguyện mới có thể làm cho không gian ngưng tụ thành một thể. Hiện tại, không gian pháp tác của Phương Hàn đã hoàn thiện, sinh linh cũng cường đại, nguyện lực như sông lớn, có cơ hội tấn thăng thành thế giới, ngưng luyện ra thế giới. Phương Hàn để cho nguyện lực hoàn toàn thẩm thấu, vận dụng động thiên của mình khuếch trương, bao bọc xung quanh mình, bản thân hắn giống như cột chống trời, đứng ở trung ương động thiên, chống đỡ thiên địa. Đột nhiên, hắn há mồm phun ra một chân ngôn, hống. Trong nháy mắt liền tăng tốc chuyển động, Phương Hàn chuẩn bị trùng kích vào giới vương cảnh. Một khi tu thành thế giới, mặc dù không bằng hư tiên cao cao tại thượng, thoát khỏi hình thái sinh mệnh nhân loại, chuyển hóa thành tiên, cương khí chuyển thành tiên khí, một trưởng bổ ra hủy diệt trăm ngàn tinh cầu, nhưng giới vương cảnh cũng có thể luyện hóa tinh cầu, hấp thụ hằng tinh vào thế giới của mình, bổ sung uy lực. Hơn nữa một quyền đánh ra, phẩm chất thế giới lực so sánh với thiên vị pháp tắc cao hơn rất nhiều. Trên căn bản, không có pháp bảo phụ trợ đặc thù, cao thủ thiên vị cảnh không thể nào chiến thắng giới vương cảnh, thậm chí chống lại cũng khó khăn. Dù sao quái thai giống như Phương Hàn cũng hiếm thấy trong thiên địa. Động thiên nhanh chóng vận chuyển, thuần dương đan dược nhanh chóng tiêu hao. Mỗi lần vận chuyển là tiêu hao vô số thuần dương đan dược bởi vì tốc độ tiêu hao quá cao. Từ thiên vị cảnh tấn giai đến giới vương cảnh, cần tiêu hao lượng thuần dương nguyên khí vô cùng lớn. Không nói tấn chức, mỗi lần trùng kích vào đều tiêu hao rất nhiều thuần dương nguyên khí. Cho nên, mỗi cao thủ thiên vị cảnh cũng sẽ không tùy ý trùng kích vào giới vương cảnh, bởi vì mỗi lần trùng kích vào là mỗi lần vung tiền. Thử nghĩ xem, một cao thủ thiên vị cảnh cả đời tu hành tích góp từng tí thuần dương đan dược một, mỗi lần trùng kích vào toàn bộ đều hóa thành hư ảo. Nếu không thành công, dù có minh ngộ cũng không còn nguyên khí để tiến hành trùng kích lần nữa. Trùng kích vào cảnh giới cũng là một loại hành động xa xỉ, nhưng hiện tại Phương Hàn có rất nhiều thuần dương đan, không biết bao nhiêu triệu, không nói Hoang Thần Chi Thi có mấy ngàn vạn đan dược. Gần đây hắn chiếm được tất cả kho đan dược của Bạch Hoàng Thương Hội, Cửu Đình Hiên Thương Hội cũng có mấy trăm triệu đan dược. Hơn nữa hắn liên tục bắt giữ các vị thiếu chủ, trên người mỗi vị thiếu chủ cũng có vài triệu, thậm chí vài trăm triệu đan dược. Những đan dược này tạo thành tiền vốn khổng lồ cho phép hắn trùng kích vào giới vương cảnh nhiều lần.
Tốc độ xoay tròn của động thiên ngày càng cao, những quy tắc cũng bắt đầu áp xúc, tựa hồ muốn ngưng tụ thành một cổ, không gian, thời gian, tạo vật, thiên vị, bốn loại quy tắc dưới tốc độ xoay tròn cực cao, từ từ kết hợp lại, bắt đầu hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp, thuần dương chân hỏa khổng lồ thiêu đốt hừng hực, mỗi lần hỏa diễm bùng lên tựa hồ thiêu đốt cả tinh cầu, lấy đọa tà cốc làm trung tâm, tà khí vô cùng vô tận cũng bị luyện hóa. Thân thể Phương Hàn đứng ở trung tâm động thiên, không ngừng điều hòa nguyên khí, đẩy nguyện lực sinh ra trong bát bộ phù đồ, sát nhập vào trong động thiên thủy tinh, khiến cho động thiên thủy tinh chịu tải thương sinh, chịu tải chúng sinh nguyện vọng. Không có chúng sinh, không có thương sinh, làm sao gọi là thế giới? Đột nhiên trong lòng Phương Hàn dâng lên một ý niệm, đây là cảm giác khi hắn dung nhập nguyện lực chúng thiên ma vào trong động thiên thủy tinh. Mặc dù trong bát bộ phù đồ, Hô Vinh chân quân cũng là cao thủ động thiên cảnh, thủ đoạn điều khiển nguyên khí hơn Phương Hàn mấy trăm lần, nhưng lúc này cũng chỉ có yên lặng cầu nguyện, sinh ra nguyện lực, không thao túng nguyên khí trợ giúp Phương Hàn, trùng kích pháp tắc cách cảnh giới, chỉ có thể tự thân mình, nếu không cả đời đừng mong đột phá cảnh giới. Phương Hàn từng bước vận chuyển động thiên, thao túng nguyên khí, chỉ cảm thấy động thiên từng bước được tăng cường, chắc chắn, dưới vô số nguyện lực chui luyện cuối cùng động thiên cũng biến thành một mảnh màu vàng rực rỡ, vô cùng huy hoàng. Lần trùng kích vào giới vương cảnh này là để chui luyện động thiên, ngừng luyện pháp tắc. Phương Hàn cảm giác được động thiên của bản thân chắc chắn thêm không ít, trước kia giống như là một căn nhà gỗ mà hiện tại biến thành một tòa thành bằng đá rắn chắc. Thế nhưng, vẫn như cũ không trùng kích tiến vào giới vương cảnh, thế giới pháp tắc cũng không ngừng luyện thành công. Lần trùng kích với tốc độ cao này đã tiêu tốn gần 10 triệu thuần dương đan. Có thể thấy được Phương Hàn tích tụ rất nhiều chuẩn bị cho đột phá. Nhưng vẫn như cũ, Phương Hàn vẫn không thể trùng kích tiến vào giới vương cảnh. Thực lực đại tăng mới có thể tiến vào thái nhất môn giải cứu yên thủy thiên, thế giới chi vương, thế giới chi chủ, được xưng giới vương, sáng tạo thiên địa, cuối cùng đột phá. Không nhìn pháp tắc, Phương Hàn lại tung ra một quyền, oanh kích động thiên của mình, lại tiếp tục vận chuyển, lại tăng tốc độ, nguyện lực hoàng kim quốc độ càng thêm chặt chẽ, vận chuyển với tốc độ gấp đôi, càng nhiều nguyện lực dung nhập vào trong thiên thủy tinh, tốc độ vận chuyển mỗi lúc một nhanh, tốc độ nguyện lực dung nhập vào cũng theo đó nhanh dần lên. Vốn dĩ nguyện lực đã bão hòa lại một lần nữa bị ép vào trong thiên thủy tinh, giống như sử dụng tạo vật chi khí chèn ép tảng đá, thay đổi kết cấu vật chất, có thể khiến cho tảng đá biến thành hoàng kim. Hiện tại Phương Hàn chứa nhiều pháp tắc, tạo vật chi khí áp xúc nguyện lực vào thiên thủy tinh, vượt qua mấy lần cực hạn, rốt cuộc cũng khiến cho hoàng kim quốc độ lột xác biến thành màu tím. Phương Hàn, đừng vận chuyển nhanh như vậy nữa, động thiên của người đã đạt tới cực hạn, hiện tại tiêu hao thuần dương nguyên khí đã đến trình độ khủng bố. Diêm ở trong Hoàng Tuyền Đồ nhìn thấy cảnh này thì đầu váng mắt hoa, ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao Phương Hàn lại vận chuyển động thiên chứa nhiều pháp tắc, chỉ cảm thấy bên trong động thiên từng phiến kim quang sáng lạn, nguyện lực giống như được hòa tan thành kim dịch. Thế này còn chưa đủ nhanh, ta còn muốn nhanh hơn nữa, đột phá pháp tắc, ngừng luyện thế giới, đại uy thiên địa, chấn động vũ trụ, đứng đầu thế gian, xé rách tiên giới. Phương Hàn há mồm mạnh mẽ phun ra một ngụm nguyên khí, trong nháy mắt lại tiếp tục vung quyền, không biết trong cơ thể hắn còn bao nhiêu lực lượng, lại tiếp tục làm cho động thiên chuyển động, càng nhiều nguyện lực đột phá trình độ bão hòa, lại tiếp tục dung nhập vào trong thiên thủy tinh. Răng rác, răng rác, thủy tinh lại bắt đầu xuất hiện dấu vết rạn nứt, tựa hồ muốn tan vỡ. Oanh! Phương Hàn hét lớn một tiếng, mãn không phi bạch ngọc, đại địa thành chân kim. Nhất thời, bên trong động thiên bay ra vô số bạch ngọc, đồng thời vách tường động thiên lần nữa nhuyễn động, toàn bộ vết rạn nứt đều được tu bổ, hơn nữa toàn bộ thiên thủy tinh từ màu tím biến đổi thành màu đỏ. Hoàng kim biến thành tử kim rồi tử kim biến thành xích kim. Thường nói nhân vô thập toàn, chẳng ai hoàn mỹ. Xích kim, đại biểu chân kim, đại biểu hoàn mỹ. Hiện tại bên trong Phương Hàn động thiên biến thành màu đỏ. Nói cách khác, đã tới gần sự hoàn mỹ, chuẩn bị tạo ra một thế giới. Bước vào giới vương cảnh, thế giới pháp tắc lập tức ngưng luyện, cấp cấp như luật lệnh. Phương Hàn mở miệng đọc chân ngôn, pháp tắc toàn thân ngưng kết, bên trong động thiên ngưng kết thành thánh quả. Thánh quả này cao hơn người thường một ít, bên trong thánh quả còn truyền đến thanh âm hô hấp, đây chính là điểm báo ngưng kết ra mầm mống thế giới. Một khi chân chính ngưng kết, Phương Hàn cũng chân chính bước chân vào giới vương cảnh. Nhưng trong lúc ngưng kết, vô luận Phương Hàn làm sao thúc giục nguyện lực, thuần dương nguyên khí, thánh quả đều không thể chân chính ngưng luyện ra, xem ra còn thiếu cái gì đó. Một lúc lâu sau, rốt cục Phương Hàn cũng dừng ngưng luyện, hắn biết mình ngưng luyện thế giới còn thiếu một ít đồ vật, một chút tích xúc, một điểm thuế biến cũng không phải dễ dàng. Giới vương cảnh cũng không giống như bình thường, từ từ tán đi pháp lực, thánh quả cũng sắp nhập vào trong động thiên màu xích kim. Phương Hàn hơi vận chuyển, cảm giác được trong động thiên truyền đến lực lượng bàng bạc, mặc dù không thể trùng kích tiến vào giới vương cảnh, nhưng trải qua một hồi tinh luyện đã ngưng động lại động thiên, tu vi lại được tăng tiến không ít, các loại thần thông tiên thuật cũng thuần thục hơn, hơn nữa toàn thân huyết nhục cũng có sự biến hóa, được rèn luyện thành kình thiên trụ. Đi, chúng ta trở lại huyền hoàng đại thế giới. Lần này lực lượng tăng lên,
chỉ cần ta lĩnh ngộ một vài đạo lý liền có thể bước vào giới vương cảnh. Phương Hàn từ từ thu động thiên lại, thân ảnh lẻ loi, mi thanh mục tú, vóc người cao ráo, tóc đen tung bay, tràn đầy lực lượng, trở lại huyền hoàng đại thế giới. Chẳng những hắn phải cứu Yên Thủy Thiên, hơn nữa còn muốn làm đại sự. Đúng lúc muốn bay lên, đột nhiên một kiện đồ vật trên người hắn bay nhanh ra ngoài. Hừ, đồ vật bay ra chính là vạn bảo lệnh phía trên truyền ra ý niệm. U La nhanh chóng quay về phân bảo nham. Ngay lập tức Phương Hàn thu liễm tất cả lực lượng, che giấu chân thân, tất cả các tuyệt phẩm đạo khí đều biến mất. Thân thể ma thần hiện ra chuyển về tạo vật cảnh, cầm lấy vạn bảo lệnh nói: "Sư phụ người gọi đồ nhi có việc gì?" Thì ra thanh âm truyền từ vạn bảo lệnh chính là của Di Bảo đại tiểu thư. "Nhanh về." Di Bảo đại tiểu thư chỉ nói ra hai chữ rồi lập tức im lặng. "Làm sao bây giờ? Phương Hàn, có đi hay là không? Hay là đi xem một chút? Nếu như ta cứ như vậy chạy mất, Di Bảo đại tiểu thư gọi về không thấy ta, nhất định sẽ truy tung mà đến, ngược lại sẽ gặp phiền toái. Ta xem Di Bảo vui vẻ, cũng không có phát hiện được đầu mối, cứ đi thử xem sao, xem có được chỗ tốt nào hay không." Phương Hàn bay lên, triển khai đại na di thuật, vượt qua trăm ngàn tinh cầu chỉ chốc lát đã tiến vào tu chân đại thế giới. Sau khi nhìn thấy phân bảo nham, lập tức tiến vào trong đó, bằng vào vạn bảo lệnh Phương Hàn không gặp bất kỳ trở ngại nào, trên đường được mọi người tôn kính, tiến dần phân bảo nham. Vào sâu vào trong phân bảo nham, hắn nhìn một không gian thật lớn. Di Bảo đại tiểu thư lặng lặng đứng trước cây đồ đằng. Phía trên gốc cây đồ đằng điêu khắc một cổ lão nhân, người này mặc màu y phục màu xanh, ngồi trên vương tọa, diện mục mơ hồ không rõ, ở trên người tản mát ra chín đạo thanh quang xuyên qua hư không. Đây là đồ đằng tổ sư Cửu Thanh Thái Thượng Thiên, bái lạy đi. Di Bảo nhìn thấy Phương Hàn tới, khẽ mỉm cười, sau khi bái lạy, người chính thức trở thành đệ tử bản môn, sau này tiến vào trong bổn môn, thậm chí có thể tranh thủ danh ngạch tiến vào tiên giới. Dạ, Phương Hàn quỳ xuống, ba lạy chín bái, tốt lắm, đứng lên đi. Nguyên linh của ngươi đã được đồ đằng ghi lại, truyền đến Cửu Thanh Thái Thượng Thiên. Di Bảo đại tiểu thư nói, lần này gọi ngươi tới đây là dẫn ngươi đi đến một nơi tăng thêm kiến thức. Địa phương nào? Phương Hàn hỏi. Huyền Hoàng đại thế giới, nơi từng là đệ nhất đại thế giới trong 3000 đại thế giới. Di Bảo nói. Cái gì? Sư phụ, ngươi định đi Huyền Hoàng đại thế giới? Phương Hàn nghe thấy Di Bảo đại tiểu thư nói, trong lòng chợt động, hắn đang muốn trở về Huyền Hoàng đại thế giới, nhưng không ngờ rằng đối phương cũng muốn đến đó. Đúng vậy, ta nhận được một tin tức bí mật, thần tộc sắp tiến công Huyền Hoàng đại thế giới, chiếm cứ cả đại thế giới, sau đó thu hết, cuối cùng do rất nhiều thần đế thần tộc thi triển thánh tế, tế tự toàn bộ đại thế giới. Đến lúc đó, chẳng những có thể lấy mở ra thông đạo tiến vào tiên giới, hơn nữa còn có thể có được rất nhiều bảo tàng trong Huyền Hoàng đại thế giới, thất phủ, tam khố, nhất bí tàng. Huyền Hoàng đại thế giới chứa nhiều bảo tàng bí mật nhất, ta dẫn ngươi đi xem có thể gặp được kỳ duyên không. Di Bảo đại tiểu thư tựa hồ đã thật sự coi Phương Hàn là đệ tử, tuy nhiên cũng là do thủ đoạn giấu giếm Phương Hàn quá mức lợi hại, ngay cả hư tiên cũng không phát hiện được. Cái gì? Sư phụ nói cho Đồ Nhi biết cả bí mật bực này, Đồ Nhi có tài đức gì chứ? Phương Hàn lộ ra vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt, lời nói phát ra từ phế phủ. Ngươi có lai lịch rõ ràng, ta nhìn thấy từng bước phát triển của ngươi, ta đã thu ngươi làm đồ đệ, tất nhiên nên vì ngươi tính kế. Tuy nhiên ngươi cũng chớ xem thường kiếp số Huyền Hoàng đại thế giới lần này, rất có thể đối với thiên địa vũ trụ cũng tạo thành ba động khổng lồ. Ngươi cùng gì với ta, hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên ngươi muốn trưởng thành, nhất định phải trải qua gió tanh mưa máu mới có thể chân chính bước vào hàng ngũ cao thủ. Di Bảo đại tiểu thư thản nhiên trả lời. Vậy lần này đi Huyền Hoàng đại thế giới, sư phụ mang theo những cao thủ nào? Không mang thêm người nào, một mình ta đi. Phân bảo nham nằm trong phái trung lập, nếu như nhiều người tiến vào, nhất định sẽ khiến cho thần tộc nhìn ngó, đối với phân bảo nham tạo thành tổn hại nghiêm trọng, cho nên ta liền mang một mình ngươi, đến lúc đó ta sẽ tôi luyện ngươi, tru diệt thần tộc, tôi luyện ngươi thành một thanh kiếm sắc bén, một thanh thánh kiếm, lần này sau khi trải qua đại kiếp, bất kể như thế nào, ngươi đều có thể ngạo thị quân hùng, trở thành đồ đệ chân chính của Di Bảo ta. Di Bảo đại tiểu thư đứng lên rời khỏi ghế, vung ống tay áo, đột nhiên một cổ cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, không gian mở rộng ra, trong không gian liền xuất hiện bão táp, lấy bản thân làm trung tâm, một mảnh hư không được khai mở ra. Chấn động khổng lồ truyền ra ngoài, Phương Hàn thông qua thần niệm cảm giác được trong nháy mắt mình rời khỏi tu chân đại thế giới, thông qua hàng tỷ tinh cầu, đi đến Huyền Hoàng đại thế giới. Huyền Hoàng đại thế giới cách tu chân đại thế giới phi thường xa, coi như lấy thực lực Phương Hàn sử dụng đại na di cũng mất một thời gian. Nhưng mà Di Bảo đại tiểu thư là cao thủ cấp hư tiên có năng lực không thể tưởng tượng, hình thái sinh mạng đã không còn là loài người, mà cao hơn một tầng, đi lại hư không, ung dung tự tại, từ một đại thế giới Na-di đến một đại thế giới khác, quả thực dễ dàng như là như ăn cơm uống nước. Không gian Na-di, Phương Hàn cũng cảm giác được khí tức Huyền Hoàng đại thế giới cách mình càng ngày càng gần. Trăm ngàn tinh cầu ở trong không gian không ngừng lùi lại, sử dụng không gian khiêu dược cần thiêu đốt thuần dương nguyên khí mãnh liệt, tu vi Di Bảo đại tiểu thư thậm chí cao hơn Tề Chân Quân.
trong hư tiên, không biết trình độ đã đạt đến mức nào. Phương Hàn âm thầm phỏng đoán tu vi đại tiểu thư, lại phát hiện nguyên khí đối phương vô cùng mênh mông, thật giống như biển rộng, ẩn tàng sâu không dò được. Một tiếng động thật lớn, không gian lực từ từ tản đi. Đến, Di Bảo chỉ về phía tinh không, đại thế giới đang huyền phù trong hư không, đó chính là huyền hoàng đại thế giới, ta hiện tại dẫn ngươi đi xuống. Sư phụ, huyền hoàng đại thế giới lớn như vậy, chúng ta định đi đâu? Phương Hàn nhìn huyền hoàng đại thế giới quen thuộc, tâm tình kích động, hận không được lập tức tiến vào Thái Nhất Môn, giải cứu Yên Thủy Thiên. Nhưng bây giờ còn không phải lúc, mình không phải là đối thủ của Thái Hoàng Thiên, lại càng không phải là đối thủ của sứ giả tiên giới. Đi đến Nhất Bảo Khố, Di Bảo đại tiểu thư nói, phiêu miểu khố, phiêu miểu khố. Phương Hàn sửng sốt, hắn biết trong đạo huyền hoàng đại thế giới có thất phủ, tam khố, nhất bảo tàng. Tuy nhiên hắn cũng biết thiên vũ chi khố, thánh nguyên tiên phủ, hoàng tuyển bảo khố, còn lại cũng không biết gì nữa. Phiêu miểu khố, mặc dù trong đạo gia kinh điển chi trung ký tái ghi lại chính là do phiêu miểu tiên tôn để lại, nhưng mà phiêu miểu tiên tôn được xưng lúc ẩn lúc hiện, bảo khố của cũng hư vô lúc ẩn lúc hiện, dù bất kỳ ai cũng không cách nào tìm kiếm được, tựa hồ là một bảo khố di chuyển, có thể tùy ý rời đến nơi khác. Đúng vậy, ta sở dĩ đi tới huyền hoàng đại thế giới, chính là muốn tìm kiếm nơi hạ lạc của bảo khố, lấy hết bảo bối trong đó, tránh cho bảo khố rơi vào tay thần tộc. Trong lúc Di Bảo đại tiểu thư nói, tay vừa lộn, trên tay xuất hiện một cái lệnh bài chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng phía trên điêu khắc một cái dấu hiệu phi thiên nho nhỏ, cũng không có pháp lực ba động, tựa hồ là một khối vật phẩm rất bình thường. Đây là một khối phiêu miểu lệnh, bằng vào lệnh bài này, có thể tìm kiếm được tung tích phiêu miểu khố trong huyền hoàng đại thế giới. Ta đã tốn rất nhiều công sức, vất vả mới lấy được. Huyền hoàng đại thế giới quá lớn, cho dù ta là hư tiên, muốn tìm kiếm mỗi nơi một lần cũng không thể tìm kiếm toàn bộ. Ở sâu trong thế giới, có thể có không gian ẩn chứa bảo khố, trong bùn lầy cũng có thể ẩn tàng di bảo của thượng cổ tiên nhân. A, phiêu miểu lệnh, tâm tư Phương Hàn xoay chuyển, liền theo Di Bảo đại tiểu thư hạ xuống. Cảnh tượng biến ảo, hành phong mãnh liệt, từng khối thiên địa trải dài, vừa nhìn Vô Nhai Tuyết Sơn liên miên trải dài đến tận chân trời, đây là vô tận tuyết nguyên. Phương Hàn lập tức cảm giác được, đây là vô tận tuyết nguyên trong huyền hoàng đại thế giới, là một trong những giải đất thần bí ở phương Bắc, cùng với Tùng Lâm Ba Hoang là hai cảnh sắc đối lập. Tuy nhiên khí hậu vô tận tuyết khắc nghiệt, băng tuyết quanh năm không thay đổi, có cả vạn cổ hàn khí, có thể xâm lấn thần thông cửu trọng, thậm chí có thể xâm lấn vào trong kinh mạch cao thủ thập trọng. Ở đây có rất ít tu sĩ tu luyện, từng ngọn tuyết sơn chạy dài, có những ngọn cao gần vạn trượng, sừng sững tận trời, không biết bao nhiêu ngọn núi. Trước cảnh tượng này con người đều cảm thấy mình nhỏ bé dị thường, một tinh cầu bình thường còn không rộng lớn bằng vô tận tuyết nguyên. Từng trận hàn phong đập vào mặt, khắp nơi đều là tuyết nhuộm cả thế giới thành một màu trắng. Di Bảo đại tiểu thư đứng trong gió tuyết, mặc cho bông tuyết bay vào người cũng không phủi đi, tựa hồ rất hưởng thụ trước cảnh thiên nhiên này. Trong gió tuyết, hàn khí này kể cả là cương thiết cũng bị đông cứng thành bụi phần, nhưng đối với cao thủ cấp bậc như nàng lại giống như là tắm rửa trong gió xuân. Phương Hàn đi theo Di Bảo đại tiểu thư, không nói một lời, ngầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh, suy nghĩ có nên trở về Vũ Hóa Môn một chuyến hay không. Sư phụ, chẳng phiêu miểu khố trong truyền thuyết ở nơi này? Rất có thể, tuy nhiên để ta vận công tế luyện phiêu miểu lệnh một chút. Di Bảo khẽ mỉm cười, phiêu miểu lệnh xoay tròn trong lòng bàn tay, đột nhiên phiêu miểu lệnh đang bất động liền chỉ về phía trước. Sư phụ, không lẽ phiêu miểu khố ở phía trước? Phương Hàn hỏi. Hắn vừa dứt lời, một bóng đen đột ngột xuất hiện, vóc người cao lớn, trường bào đen nhánh, là một nam tử. Nam tử này có màu da màu vàng, tuấn mỹ, cao cao tại thượng, giống như đứng trên hết thảy. Hướng phiêu miểu lệnh chỉ là về phía nam tử này, giống như phiêu miểu khố trong truyền thuyết ở trên người hắn. Trong nháy mắt khi nam tử này xuất hiện, trong tuyết nguyên lại xuất hiện thêm vô số bóng đen nữa, hình như là một đội quân đặc biệt mai phục ở đây chờ Di Bảo đại tiểu thư đến. Đại trai thần tôn, khi nhìn thấy bóng người vừa xuất hiện, Di Bảo liền biến sắc, giống như nhận ra người này. Thần tộc, thân thể Phương Hàn chấn động, toàn thân nổi da gà, đã nhìn thấy, bốn phía trong gió tuyết, chi chít người xuất hiện, mỗi người đều là chiến sĩ thần tộc, trong đám hỗn loạn đó còn có ma vương, ma thần trong thiên ma, trong huyền hoàng đại thế giới, lại có thần tộc nhiều như thế. Đây là điều mà Phương Hàn không ngờ được, nhất là nam tử hắc y kia, chỉ riêng lực lượng trên người, hắn không thể nào bằng được. Mà thậm chí Phương Hàn còn chứng kiến ở sau nam tử hắc y đại trai thần tôn còn có đấu mũ thần hoàng và mấy vị thần hoàng uy chấn thiên địa khác. Cũng trong đó, trong thần tộc bình thường gọi là chiến sĩ, tu luyện thần thông đến ngũ trọng, thiên nhân cảnh, gọi là thần quân, trên kim đan, gọi là thần vương, trường sinh bí cảnh, gọi là thần hoàng, mà vượt qua tiên giới lôi phạt, tu luyện đến trường sinh cửu trọng, hư tiên, gọi là thần tôn, thành tựu tiên nhân nghiệp vị, gọi là thần đế. Mà vừa rồi, Di Bảo đại tiểu thư gọi hắc y nam tử là đại trai thần tôn, vậy thì hắn là cao thủ hư tiên cảnh, thần tộc vô cùng kinh khủng, hơn nữa thần tộc tấn chức, thần tộc tiên giới lôi phạt,
so với tu sĩ bình thường khó khăn gấp 10 lần, căn bản không cách nào vượt qua. Tuy nhiên, một khi vượt qua liền có thực lực hơn xa hư tiên bình thường. Đúng vậy, Di Bảo đại tiểu thư, chính là ta. Ngài thân là đệ tử kiệt xuất Cửu Thanh Thái Thượng Thiên, người thừa kế bảo chủ Phân Bảo Nham. Tại sao lại đi tới huyền hoàng đại thế giới nguy hiểm này? Ngài muốn thừa dịp chúng ta chiếm lĩnh huyền hoàng đại thế giới lấy đi bảo khố sao? Việc ngài chiếm được phiêu miểu lệnh, mặc dù là bí mật nhưng thần tộc chúng ta đã sớm biết. Bây giờ giao phiêu miểu lệnh ra đây, đại trai thần tôn Dương Dương tự đắc nói. Nếu như ta không giao thì sao? Sắc mặt Di Bảo ngưng trọng, nhìn quanh bốn phía, sau đó nhìn lên trên, liền phát hiện trên dưới trái phải đều bị một cấm pháp vô thanh vô tức phong tỏa. Không giao ra, ta không thể làm gì khác hơn là đành mời đại tiểu thư đến thần giới. Đúng lúc ta đang thiếu một tiểu thiếp, người thừa kế Phân Bảo Nham làm tiểu thiếp của ta cũng không tồi. Ta đối với nguyên âm của ngươi cũng cảm thấy hết sức hứng thú. Đại trai thần tôn đột nhiên nở nụ cười, ta ở chỗ này, chờ đợi đại tiểu thư đã lâu, bố trí vô số thủ đoạn, chỉ cần rơi vào tầm ngắm của ta, đại tiểu thư không thể nào thoát được. Đại tiểu thư cũng đừng vọng tưởng người khác tới giải cứu ngươi. Vì chuyện này, tộc ta đã sử dụng thiên ki thần thai, đảo loạn số mệnh, chỉ bằng ngươi cũng muốn vây khốn ta. Sắc mặt Di Bảo đại tiểu thư trở nên hàn lãnh. Còn có chúng ta, Đấu Mỗ thần hoàng từ phía sau tiến lên, trên tay cầm một quả tinh cầu màu đen. Chúng ta mặc dù so với Di Bảo đại tiểu thư thấp hơn một hai cảnh giới, nhưng là lại có chiến lược cực mạnh. Đúng vậy, ta tưởng người thần hoàng ở hỗn động cảnh dừng lại cảnh giới này đã 20 vạn năm, bởi vì lôi phạt tiên giới ghê tởm, lôi kiếp đối với thần tộc quá mức nghiêm trọng, vẫn chưa độ qua mặt thôi. Tuy nhiên tích xúc đã lâu, cho dù đơn đả độc đấu, Di Bảo đại tiểu thư muốn thu thập ta cũng chưa chắc làm được. Một nữ tử bước ra, nữ tử này trên người mặc tử y, tay cầm một cây quyền trượng màu tím, phía trên quyền trượng có một tiêu ký loan nguyệt màu tím. Ta, Sa Viên thần hoàng, nói vậy hẳn có thể đủ tiếp Di Bảo đại tiểu thư ngươi mấy chiêu. Một vị thần hoàng cao lớn nặng nề đứng bước ra, trên trán của hắn có một tiêu ký Sa Luân, cũng là một trong thần tộc nhị thập tứ chư thiên, Sa Viên thần hoàng. Sa Viên này hai tay trống trơn, ngẩng đầu đứng thẳng, mặc dù không có pháp bảo ở trên người, nhưng ít nhất cũng là cao thủ giới vương cảnh trở lên. Hư Hầu thần hoàng, ra mắt Di Bảo đại tiểu thư. Trục Bộ thần hoàng, ra mắt Di Bảo đại tiểu thư. Thuấn Đao thần hoàng, ra mắt Di Bảo đại tiểu thư. Sau đó phía sau đại trai thần tôn, các thần hoàng lần lượt bước ra, có 8 vị trong số thần tộc nhị thập tứ chư thiên, không nghĩ đến chiếm 1/3, thần hoàng đều là cao thủ giới vương cảnh. Không chỉ như vậy, trong gió tuyết, thời không trùng động được mở ra, xuất hiện vô số thiên ma, chiến sĩ thần tộc. Phương Hàn nhìn ra ngoài, mỗi một vạn chiến sĩ thần tộc tụ hợp thành một đại trận, vô số thần quân, thần vương, 8 vị thần hoàng cũng bao phủ khắp không trung, khiến cho gió tuyết cũng biến mất hoàn toàn. Nơi đâu cũng là thần tộc, thậm chí trong núi tuyết phía xa cũng đứng đầy chiến sĩ thần tộc. Thật hoàng tráng, Phương Hàn chưa từng thấy nhiều thần tộc như thế. Chẳng lẽ thần tộc đã tấn công huyền hoàng đại thế giới rồi? Số lượng thần tộc ở đây cũng chỉ có thể dùng tới ước vạn để so sánh. Ta đã bị bao vây hoàn toàn, làm sao bây giờ? Giết ra ngoài cũng khó khăn, bị thần tộc bao vây, trong lòng Phương Hàn đã lo lắng. Lấy thực lực của hắn, muốn xông ra cũng vô cùng khó khăn, trừ phi là không có đại trai thần tôn, 8 vị chư thiên thần hoàng trấn áp, tình huống cực độ nguy hiểm. Phương Hàn không nghĩ đến mới vừa vào huyền hoàng đại thế giới đã bị thần tộc vây công, vận khí kém cực điểm. Thanh âm Diêm cũng có chút quái dị, hiển nhiên cũng đang lo lắng không xông ra ngoài được. Đợi một chút đi, thật sự nếu không có cách nào, chỉ có thể liều mạng. Phương Hàn âm thầm chuẩn bị. Như thế nào, Di Bảo, ngươi xem thế nào, đội hình như vậy, có đủ bắt giữ ngươi hay không? Đại trai thần tôn khẽ mỉm cười, khí cơ toàn thân đã khóa chặt Di Bảo. Ula, ngươi đứng ở bên cạnh ta. Giọng nói Di Bảo vô cùng ngưng trọng và nghiêm khắc, không nghĩ tới, ta bị thần tộc tính toán, lần này một cửa ải khó khăn. Vạn năm trước, sư tôn của ta suy tính ta có 3 lần đại kiếp, rất có thể đây là một lần trong đó. Không sao, sư phụ, hiện tại ta có tu vi trụ quang cảnh, cũng có thể đánh một trận. Thanh âm Phương Hàn không có chút nào ba động, mặc dù tình cảnh hiểm ác, nhưng trong cả đời, kinh nghiệm hiểm ác không biết đã trải qua bao nhiêu, có thể nói là từ gió tanh mưa máu đi ra, giống như thái cổ sát thần, càng là hung hiểm hắn càng là tỉnh táo, càng là gặp nguy cơ, tinh thần của hắn càng là ngưng luyện. Hừ, đột nhiên cảm thấy khí thế đồ đệ Ula bên cạnh biến đổi, ý chí trở nên kiên định giống như có thể chiến thiên, chiến địa, tuyệt không khuất phục, vô cùng kiên định, Di Bảo cũng lấy làm kinh hãi. Tốt, tốt, đây mới là đồ đệ tốt của ta, có ý chí như vậy, tương lai ngươi tất thành công. Ta dẫn ngươi tới huyền hoàng đại thế giới chính là vì tôi luyện ý chí của ngươi, không nghĩ tới ý chí của ngươi kiên cường như thế. Ta liền dẫn ngươi phá phong tỏa của thần tộc, kinh nghiệm đại kiếp lần này cũng là cơ hội tốt để ngươi lột xác. Đại trai thần tôn, để ta cho ngươi xem một chút cái gì gọi là Cửu Thanh Thái Thượng. Đột nhiên Di Bảo tung một trường vỗ vào người Phương Hàn, một cổ lực lượng khổng lồ đưa hắn đến một ngọn tuyết sơn ở phía xa.
Trên ngọn tuyết sơn, toàn bộ đều là thần tộc và thiên ma, cũng không có nhân vật đặc biệt lợi hại như thần hoàng. Hiển nhiên Di Bảo muốn để cho Phương Hàn chiến đấu một mình, mà cùng lúc đó, thân thể Di Bảo đột nhiên động, biến hóa ra chín hóa thân giống nhau như đúc, song trưởng mở ra, na di không gian, chia ra công kích tám tôn thần hoàng chư thiên, còn có một hóa thân công kích đại trai thần tôn. Một kích kia, uy mãnh giết chóc, quân lâm thiên hạ, một chiêu chín hướng, mỗi thân ảnh đều sử dụng thần thông như bản thể, pháp lực giống nhau, cũng không biết là đạo thuật gì. Nhất khí cửu thanh đại tiên thuật, đại trai thần tôn vừa nhìn, thân thể liền động, tay trái hóa thành trường, biến ảo ra không biết bao nhiêu thủ ấn, hướng vào phía trong khải quấn, muốn ngăn cản chân thân Di Bảo. Rầm rầm rầm, chín âm thanh vang lên, tám thần hoàng liên tiếp lui về phía sau, đại trai thần tôn đứng yên bất động, mà chín Di Bảo lần nữa hợp nhất, biến thành chân thân, thân thể dao động hạ xuống, hít thở liên hồi, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Tốt, không hổ là tuyệt học cửu thanh thái thượng phái. Cửu thanh thái thượng phái trên tiên giới cũng là đại môn phái uy danh hiển hách, tiên thuật số 1, chín loại tam thiên đại đạo hội tụ thành tiên đạo cương khí, lại có thể sinh ra uy lực như thế, đáng tiếc một kích của ngươi cũng không đạt được hiệu quả. Đại trai thần tôn chậm rãi nói, ngươi lấy lực lượng một người chống lại thần tộc chư thiên là hành động không sáng suốt, mặc dù ngươi là thiên tài nhân tài kiệt xuất trong tiên đạo, nhưng lần này ta tính toán ngươi đã lâu, ngươi nhất định phải bị ta bắt giữ. Thật sao? Ta trời sinh không bị bất luận kẻ nào bắt giữ, nghĩ muốn đối phó ta, ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Lời nói cả Di Bảo còn băng lãnh hơn băng tuyết, vậy thì xem thủ đoạn của ai cao hơn. Thân thể đại trai thần tôn đột nhiên lui về phía sau, hét lớn, bố trí đại trận. Thời điểm tám vị chư thiên thần hoàng nhận được mệnh lệnh này, trên người đột nhiên bay ra một đạo kim quang, trong kim quang ẩn chứa tám tuyệt phẩm đạo khí tự luyện chế, trên không trung bố trí thành một đại trận tương tự với bát môn kim tỏa, chậm rãi hướng Di Bảo hạ xuống tới. Di Bảo liền bị cuốn vào trong đại trận, sau đó tám vị thần hoàng còn có đại trai thần tôn trực tiếp xông vào này trong đại trận. Ngay sau đó, vô số thiên ma, thần tộc chiến sĩ, thần vương cũng xông vào trong đó. Đại trận lại bắt đầu bành trướng, sau đó diễn biến ra vô cùng vô tận trong hư không. Phanh, lúc này Phương Hàn bỗng nhiên bị Di Bảo đưa đến một ngọn tuyết sơn, giống như một đầu dê tiến vào trong đám mãnh hổ, lập tức đưa tới vô số thần tộc chiến sĩ, một số thần vương, thần hoàng xông đến, bắt lấy hắn. Thiên ma xuất động trước, thần tộc chiến sĩ theo sát phía sau. Pháp lực người này không thể coi thường, chính là trường sinh bí cảnh tứ trọng, trụ quang cảnh, lực lượng cực mạnh, không tệ, xem một chút pháp lực người này như thế nào. Giết! Phương Hàn mới vừa đứng vững, chuyển vận pháp lực Di Bảo tàn đi, bên cạnh liền bị bao bọc bởi ma khí, có hơn ngàn đầu ma vương bao vây xung quanh. Những ma vương này đều là cỗ máy chiến tranh do thần tộc chế tạo, so với thiên ma bình thường khác nhau, càng thống nhất hơn, có thiên tính tấn công và tính sát lục. Thiên ma vốn là do thần tộc chế tạo, sau này thoát khỏi thần tộc, tự thành lập tộc mới. Tuy nhiên thần tộc hiện tại vẫn có chế tạo thiên ma như cũ, hơn nữa kỹ thuật chế tạo càng thêm hoàn thiện. 1000 đầu ma vương kết thành nguyên khí cô đọng đột nhiên tấn công, các loại đạo thuật cũng lúc thi triển chỉnh tề như một chi quân đội, vô số lôi quang oanh kích lên người Phương Hàn. Thật là trời ban cơ hội tốt, ta cần rất nhiều nguyện lực, cô đọng động thiên. Đáng tiếc chính là trong động thiên nguyện lực cũng không thuần khiết, bắt thần tộc độ hóa tiến vào trong động thiên của ta, nguyện lực thần tộc có khả năng chúc phúc khiến cho động thiên của ta chuyển thành thế giới thuận lợi hơn. Kết thúc tập này ở đây, mọi người nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.